Mọi người đã từng chơi mê cung, nhưng đã có ai nghĩ đến việc tự làm một cái chưa? Có một anh chàng bỗng nhiên nảy ra ý định đó, dùng giấy bìa trong nhà làm một mê cung thu nhỏ, nhưng lại bị nhốt lại bên trong. Khi bạn anh ta muốn cứu anh ta ra, lại phát hiện ra mê cung này rất lớn, ở trong có quái vật đầu trâu. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn bộ phim Mê Cung Các Tông. Chị Mỹ đi công tác về, thấy trong nhà có một mê cung. Bạn trai Tuấn ở bên trong gọi vọng ra. Anh ta nói đã dùng giấy bìa làm thành mê cung, đã bị nhốt ở trong 3 ngày rồi. Nếu chị Mỹ không về, có khi anh chết ở trong này rồi. Chị Mỹ nhìn đống giấy bìa trước mặt, cảm thấy đầu óc anh ta có vấn đề. Sao cái thứ bé nhỏ này lại nhốt được người chứ? Đạp một phát là xong chứ sao? Nhưng anh ta nói, mê cung nhìn bé thế thôi, nhưng ở trong to lắm, mà lại không thể phá từ bên ngoài, nếu không anh ta sẽ chết luôn. Mặc dù đầu đầy nghi hoặc, chị Mỹ vẫn gọi bạn của anh tới. Nhờ anh ta nghĩ cách, anh dần quan sát cái mê cung, sau đó nói với Tuấn, đã nghĩ ra cách phá mê cung. Là để Tuấn ở trong đi theo hướng âm thanh, để tìm ra đường ra. Lúc đầu kế hoạch rất thuận lợi, nhưng một lúc sau tiếng Tuấn trở nên cực kỳ nhỏ, đã đi tới một nơi rất lớn. Như vậy anh dần lại gọi thêm mấy người bạn, còn có một đội ghi hình. Bọn họ không tin lời Tuấn, nghĩ là mình có bị điên đâu mà tin, dù sao có máy quay là được rồi. Nhưng quay từ bên ngoài thì không vui, nên họ mặc kệ lời khuyên của Tuấn, lần lượt đi vào. Nhưng họ vừa đi vào đã thấy có vấn đề, bọn họ ở trong lại có thể đứng dậy được. Đây là chuyện không thể được. Từ ngoài nhìn vào, mê cung chỉ cao bằng đứa trẻ. Dần sờ thử cạnh tường, phát hiện tay bị giấy cứa đứt, máu rơi xuống dưới đất, ngay lập tức bị thấm hết. Dần muốn về nhà với mẹ, nhưng chị Mỹ muốn tìm anh Tuấn nên không đồng ý. Cả đoàn người tiến vào bên trong. Trên tường có rất nhiều cơ quan, không cẩn thận ấn phải. Bọn họ nghĩ đây chỉ là thứ dọa trẻ con, không có vấn đề gì. Bọn họ lại đi qua căn phòng treo đầy lá bài, đi qua một hành lang toàn phím piano, đi vào một căn phòng kỳ lạ. Trong phòng có đầy cục giấy, có một đầu người bằng giấy nhả ra hơi lạnh. Lúc đầu bọn họ thấy rất thú vị, nhưng hạt giấy bỗng nhiên sống dậy, bắt đầu tấn công họ, cửa vào cũng đóng lại. Bọn họ chỉ còn cách chui qua mồm của đầu người, bước vào căn phòng khác. Có một người không cẩn thận đạp phải bẫy cơ quan hoạt động, cắt ngang cổ cô ta, nổ tung ra toàn là giấy đỏ. Bọn họ sợ quá chạy toán loạn. Có một người chạy nhầm đường, bị ống giấy đâm xuyên qua người. Đợi bọn chị Mỹ tới, thi thể đã biến mất. Dần xem xét dấu vết trên mặt đất, nói có thể là yêu quái đầu trâu làm. Nó hay xuất hiện trong mê cung, ăn thịt người để sống. Tuấn lúc làm mê cung chắc cũng làm một con. Chị Mỹ cuối cùng đã chịu đủ rồi. Cô ta cầm dao muốn cắt giấy bìa đi ra, nhưng khi cô ấy dùng lực, một trận gió nổi lên, còn vọng lại tiếng gầm của yêu quái đầu trâu, nhưng cũng không thành công. Sau khi cắt được tường giấy là một căn phòng khác, nhưng cuối cùng vì chậm mất một chút mà một người bị đầu trâu làm thịt. Bọn họ vội quá chạy mất, đầu trâu điên cuồng đuổi theo. Trong lúc chạy trốn, bọn họ gặp được Tuấn. Tuấn dẫn mọi người trốn khỏi đầu trâu. Sau đó bọn họ đi qua một cơ quan kỳ lạ, cả đoàn người trở thành người giấy. Một lúc sau mới biến trở lại. Càng kỳ lạ hơn là mê cung bắt đầu động đậy, càng ngày càng xuất hiện nhiều cạm bẫy. Tuấn nói, mỗi mê cung sẽ có một cơ quan trung tâm, được đặt ở trung tâm của mê cung. Chỉ cần phá hủy nó, mê cung sẽ ngừng hoạt động. Nhưng mê cung này không có, nên cần phải chế tạo một cái, sau đó phá hủy nó đi. Vừa mới nói xong, đầu trâu đã đuổi tới, đi theo vỏ hướng dương dưới đất. Đây là lúc đi học cô dạy giáo dục công dân nghỉ đẻ đây mà. Bọn họ dùng một cái ghế chặn cửa lại, sau đó ở trong một gian phòng, nhìn thấy người bạn của mình bị biến thành người giấy, đã ngồi lấp mất đường vào trung tâm mê cung, sau đó dần ở lại cầm chân người giấy. Mọi người tìm đường khác. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Tuấn đã làm xong cơ quan trung tâm. Bọn họ dùng lực phá tường, muốn đến trung tâm mê cung nhanh hơn. Người giấy cảm nhận được điều này, bắt đầu điên cuồng tấn công, cuối cùng bay lên và thò ra một bàn tay khổng lồ. Mấy người muốn giữ chặt nó, nhưng nó lại chạy mất, còn bắt đi anh bạn thích vứt vỏ hướng dương. Cuối cùng mọi người dừng lại, thành công lắp đặt cơ quan trung tâm. Phòng đầy những ánh sáng kỳ lạ, Tuấn phá đi nó, mê cung bắt đầu sụp đổ, đầu trâu cũng bị chôn trong đó. Cuối cùng Tuấn chạy ra, nhưng những người chết ở trong mê cung thì là chết thật sự. Bọn họ thu dọn giấy bìa coi như rác vứt đi. Sau khi bọn họ đi, đầu trâu chui ra từ thùng rác. Xem ra đầu trâu chưa chết, nó sẽ đi tìm mê cung khác. Các bạn về sau đi chơi mê cung nhất định phải cẩn thận, không chừng gặp phải đầu trâu trong đó.
Hôm nay câu chuyện đến đây, tạm biệt mọi người, mỗi ngày chia sẻ một bộ. Tìm nhớ like và follow.